đi qua, đi qua. Đang bay rồi, đang bay rồi. Mình đang bay máy bay trực thăng. Đi qua, đi qua, đi qua, cậu ơi. Zin, 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 zin. Dìm ơi, không có cái gì lắp ở trên đầu thế. Đây là máy bay trực thăng mới của tớ đây cậu ơi. Cậu nhìn thấy có hay không? Ui, trông giống như cánh quạt thần kỳ của Doraemon vậy. Cậu có ăn trứng cá không? Xuống đây tớ cho ăn. Xong rồi cho tớ chơi cùng với. Tớ cũng thích được bay lên cao như cậu lắm. Cậu thấy tớ bay này xuống nè, bay lên tiếp này, xuống nè. Thấy hay chưa cậu ơi? Từ từ để tớ biểu diễn cho nè. Tớ bay lên trời nha. Bay lên cao nè. Doraemon cho tớ đây. Nhưng mà nó đâu rồi cậu ơi? Cậu tìm giúp tớ đi. Máy bay cậu to như thế mà tại sao lại không tìm được? Hay là có ai lấy đi mất rồi? Không phải, nó không to đâu. Khi mà nó không hoạt động ý, nó thu nhỏ lại chỉ bằng cái nắm tay này thôi. Thế nên là có thể là nó đang lẫn ở đâu trong mấy cái bụi bụi này này. Chứ không phải là cái máy bay khổng lồ đấy đâu. Tớ nghe thấy cái tiếng tít tít. Nhỏ lắm cậu ơi. Tiếng tít tít là của máy bay của tớ đây. Cậu thử tìm xem. Ôi, có cái gì nhấp nháy dưới đường này? Đây có phải là cái máy bay của cậu không? Trông như một cái tên lửa ấy. Đây này. Wow, Nhím ơi, đây có phải không? Đâu, 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 đâu. Ui, đúng rồi cậu ơi. Đây là cái máy bay của tớ đây. Máy bay á? Ui, hai cái này nó vẫn còn đang phát sáng đây này. Tắt nó đi ngay. Ủa, nhưng mà không đúng cậu ơi. Máy bay của tớ nó có hai cái cánh quạt hình tròn ở trên đầu này cơ. Ồ thế á, tớ lại tưởng cậu nó có... chỉ có mỗi thế này thôi. Không, cậu có nhìn thấy nó rơi ở đâu không? Sao lại có mỗi cái thân thế này nhỉ? Khả năng cao, lúc rơi xuống mạnh quá, thế là hai cái cánh quạt của cậu nó bị rơi mỗi thứ một nơi rồi. Máy bay ở chỗ này thì cánh quạt nó chỉ ở xung quanh đây thôi. Để tớ phải đi tìm cái cánh quạt đã. Nếu không có cánh quạt thì làm sao máy bay nó bay được? Cánh quạt ơi! Ui! Này! Bạn ông này đi ra đi! Tớ đang đi tìm cánh quạt mà! Đi ra! Ui! Ui! Đi ra đi! Ui! Nhím ơi! Cậu đừng đuổi bạn ông ấy đi vội! Hình như bạn muốn giúp đỡ cậu đấy! Có thể bạn ấy biết cánh quạt của cậu đang ở đâu! Ông ơi! Cậu biết cánh quạt tớ đang ở đâu à? Thế thì cậu dẫn tớ đi với! A few moments later. Ở đâu cơ? Hả? Ở đây á cậu. À, đây rồi Trang ơi, Trang ơi. Đúng là bạn ông này. Bạn ấy biết cái cánh quạt của tớ ở đâu thật cậu à? Đây rồi, đây rồi. Cái cánh quạt của tớ đây rồi. Ha, cảm ơn bạn ông nha. Bây giờ cậu thử lắp cái máy bay của cậu đi, xem nó đã bay được chưa. Nhưng mà Trang ơi, cái lúc bạn Doraemon này cho tớ ấy, cái máy bay này nó có hai cái cánh quạt cơ. Mỗi cái nó lắp một bên như thế này này. Xong rồi nó mới bay được lên. Thế bây giờ mình chưa tìm được cái cánh quạt thứ hai thì lắp vào liệu nó có bay được không nhỉ? Tớ nghĩ là
máy bay chỉ cần một cái cánh quạt thôi là cũng bay được rồi. Mà cái cánh quạt này nó to tròn đều như thế cơ mà, chắc một cái là cũng bay được đấy. Cậu thử lắp đi. What the hell? Lắp vào được rồi, cậu chờ tớ lắp xem nào. Nhưng mà ở đây không có cái gì để lắp cậu ơi. Bình thường máy móc thì nó phải có cái tô vít hay cái cần lê hay là cái khoan kia gì cơ. Chứ thế này thì... À, tớ nhớ ra rồi, cậu cần có một cái khoan chứ gì. Đúng rồi, mày một cái bắp vít cậu ơi. Một cái, tớ này có một cái khoan mới đấy. Tên 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 tên. Nó ở trong này này. Cậu mang ra đây tớ xem nào. Đấy, trong chiếc túi thần kỳ này của tớ đây này. Tên đấy, một bộ khoan mới nha. Mở ra cho cậu xem này. Đấy, to chưa? Tớ còn có đầy đủ các mũi khoan luôn. Hai mũi khoan wow. Này. Đấy, cái khoan này của tớ chạy bằng pin đấy. Ui, có một cái máy bay khác đang bay trên bầu trời kìa. Sửa xong cái máy bay này, cậu phải cho tớ bay cùng đấy nhé. Hứa đấy nhá. Đây, bây giờ vặn cái tô vít này để lắp pin vào trước đã. Cái khoan của tớ khoan mới hoạt động được. Lắp pin thì cái khoan mới hoạt động được đúng không? Đúng rồi. Đây là loại khoan chạy bằng pin đấy. Đây, cho hai viên pin con thỏ này vào nhá. Bíp, bíp. Này. Đấy. Cậu thấy cái đầu khoan này nó hoạt động chưa? Đóng lắp lại nè. Đâu cậu cho tớ xem hai mũi khoan này mũi nào phù hợp nè. Đây. Cái này hơi to. À, cái này là vừa đấy. Được rồi, tớ sẽ lắp vào đây. À, được rồi, được rồi, được rồi. Đầu tiên là dựng cái máy bay này lên này. Đấy. Sau đó thì mình sẽ đặt vào đây. Bắt vít nó vào. Ở đây đặt lên cái cánh dài hơn. Tớ nghĩ là phải đặt lên cái cánh dài này thì mới bay được này. Khoan, 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 khoan. Rồi. Ủa, Nhím ơi, hình như là cái cánh quạt của cậu lắp được vào cái máy bay rồi đấy. Cậu thử bỏ ra xem nó hoạt động được chưa. Hình như là lắp xong rồi cậu ơi. Cánh quạt này nó không bị rung lắc gì nó được đấy. Bật lên xem nào, xem máy bay có bay được không nhá. À, bay được rồi này. Cậu ơi, hay chưa. Ui, Nhím ơi, cậu sửa kiểu gì vậy? Sao cái máy bay của cậu nó lại không bay được nữa thế? May đấy nhá, may mà tớ không trèo lên đấy. Chứ tớ trèo lên cái máy bay này của cậu, có mà tớ lại bị văng xuống dưới đất rồi. Thế thì khả năng là không được rồi cậu ơi. Cái máy bay này nó phải có hai cánh quạt cơ. Vừa nãy nó có một cánh quạt thế là nó cứ bị lộn tung phèo, nó xoay 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 như này ấy. Phải có hai cánh quạt hai bên thì nó mới cân, nó mới bay lên được. Thế nào vẫn phải đi tìm thêm một cánh quạt nữa. Đúng rồi, mình thử ra kia tìm đi. Để tớ vào trong này tìm. Cậu tìm ở bên đấy nhá. Không biết là cái cánh quạt ấy có rơi ở đây không. Lắc đạp quá. Được rồi, để tớ tìm ở bên này. Trong cái đống rác này có không? Để tớ thử nhìn trên cái cây này xem quạt cái cánh quạt ấy của cậu có bị rác trên này không nhá. Mấy con ốc sên này nó đang đi đến chỗ. Một con zombie. Một con zombie đang cưỡi ốc sên các cậu ạ. Nani? Có khi nào chính con zombie này là người điều khiển những con ốc sên đấy đi lấy cái cánh quạt ấy của cậu không? Đúng rồi cậu ơi. Bảo sao mà chúng mình không thể tìm thấy được cái cánh quạt thứ hai? Con zombie này nó huấn luyện mấy cái con ốc sên này trở thành thú cưng và tay sai cho zombie cậu ạ. Ui thế nhưng mà bây giờ phải làm thế nào vậy Nhím ơi? Tớ sợ zombie lắm. Tớ không dám ra cho zombie để đòi lại cái cánh quạt đi đâu. Khó thật đấy. Bây giờ con zombie nó đang giữ cái cánh quạt rồi. Mình phải làm thế nào? Mình đánh lạc hướng nó để ra lấy cái cánh quạt cậu ạ. Bây giờ thế này nhá. Cậu sẽ chạy ra cậu dụ cái con zombie đấy đi ra chỗ khác cậu ạ. Con zombie này là zombie ốc sên mà. Ốc sên thì nó bỏ chậm lắm. Cậu không sợ đâu, nó không đuổi được cậu đâu.
tớ sẽ lẻn ra phía sau, tớ lấy cái cánh quạt, sau đó tớ lắp vào cái máy bay của tớ, rồi tớ phóng to lên, thế là máy bay của tớ chở hai đứa mình đi về. Ui, lại là tớ á? Nhưng mà cái ý kiến này của cậu liệu có hiệu quả không đấy? Nếu mày tớ dụ được nó ra rồi mà cậu chưa lấy được cánh quạt thì con zombie nó ra, nó dùng ốc sên nó ngậm tớ, nó nuốt vào trong bụng thì là thế nào? Bây giờ nếu mà không có cái máy bay của tớ thì cậu cũng còn lâu mới về nhà được. Cậu nhìn xem xung quanh đây, chỗ nào mà chả có zombie, cậu mà đi ra nó vồ luôn đấy. Thôi được rồi, tớ tin cậu lần này đấy nhá. Con ốc sên to xác mập mạp béo ú kia, leo 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 leo. Người có muốn tìm đồ ăn không? Đuổi theo ta đi này. Run. Ôi, con ốc sên nó đuổi theo tớ cả người đi này, các cậu ơi. Ui, bạn Trang đã dụ được lũ zombie đi rồi. Đâu rồi, đâu rồi? Anh bảo mình đâu rồi? À, mấy con vết ốc sên nó để lại đây rồi. Đúng y cái cánh quạt của mình luôn. Bây giờ mình phải trốn vào đây để mình ngắt mới được. Không mấy cái con ốc sên nó quay lại nó nhìn thấy mình, nó lại ra bắt mình mất. Yếm ơi, cậu đã tìm thấy cái cánh chưa? Nhanh lên, không có zombie ốc sên này nó bắt được tớ bây giờ. Tớ lấy được cánh quạt rồi. Đây, tớ đang ngắt đây. Cậu cứ dụ nó thêm một tí nha. 5 minutes later. Tớ lắp xong rồi đây Trang ơi. Mày bay ơi, thử bay xem nào, xem có hoạt động chưa. Ui, được rồi. Tớ bây giờ có thể phóng to lên, bay đi cứu cậu được rồi đây. Mày bay ơi, phóng to lên. Tím ơi, tím ơi, cậu đâu rồi? Cúi ra, hết đường rồi các cậu ơi. Zombie chạy hết đường mất rồi. Cậu ở đâu rồi? Đưa tớ lại đi. Tớ đến đây rồi. Tớ đang ở trên đầu cậu đây, giơ tay lên nào. Đây, tớ đây, tớ đây. Đưa tớ lên đi.